Các bạn đang nghe truyện trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ trên kênh TV Audio CV. Chương 725, Đồ Nhi, Vi Sư đã liên lạc với tiền bối tiên đạo nhân tộc. Phía trong tiểu viện cứ cách 10 bước sẽ có một cột đèn. Hắn chậm rãi bước đi bên trong hành lang mái cong, cúi đầu suy tư, có thể an toàn sống sót còn thu được thú linh bảo cấp cao ở đăng thiên điện địa cung tầng 2, nói thật ra vận khí chiếm hơn phân nửa, bốn cửa ải nguy hiểm đăng thiên thê, lôi đài, Lối đi kim loại, Hắc Thủy Hà cũng không phải giao thủ cùng những nhị đẳng thú linh thiên tài của các tộc kia, tuy hắn tự tin, thi triển đại thần thông khôi lỗi là có thể tiêu diệt nhị đẳng thú linh thiên tài, nhưng đại thần thông khôi lỗi tiêu hao. Vượt xa thú linh bảo cao cấp, trong thời gian ngắn hắn không thể thi triển hai lần. Bởi vậy, đến khi tranh đoạt thú linh bảo sau phòng kim loại, hắn chưa chắc có thể là người đạt được. Đây chỉ mới là địa cung tầng 2. Khi tiến về địa cung tầng 3, thiên cung, tất nhiên sẽ gặp thú linh thiên tài mạnh hơn, hơn nữa thú linh thiên tài nhị đẳng có tiên khí hộ thân giống ân đình, sẽ không còn xa lạ, nhất đẳng thậm chí là thiên kiêu sẽ cần thủ đoạn mạnh hơn. Đây vẫn chỉ là thứ yếu. Thẩm Bình lo lắng về thủ đoạn tài nghệ của mình, không có thê thiếp đạo lữ, dù là phù đạo, hay các kỹ nghệ khác đều đã rất lâu không được tăng lên, dù có thể dựa vào bia đá thú kinh chậm rãi lĩnh ngộ thú kinh, nhưng kỹ nghệ phổ thông vẫn dậm châm tại chỗ, phù thú đồ, thú khôi lỗi cũng đều không thể luyện chế. Còn hai ba tháng, nếu các tiền bối tiên đạo nhân tộc vẫn không có cách nào liên hệ, vậy chỉ có thể tiếp tục nạp đạo lữ. Về phía ân đình, cũng không biết làm sao mới có thể tiến thêm một bước quan hệ với nàng. Lúc đang suy tư, ở đối diện, bỗng có một bóng người xinh đẹp đi tới. Trên người nàng mặc lam y mỏng manh, đường công Mỹ miều dưới ánh đèn chiếu rọi hiện lên Mỹ cảnh mông lung, đợi đến khi đi đến phía trước cách thẩm bình mấy bước, nàng mới dừng bước từ từ thi lễ. Bái kiến các chủ Thẩm bình ngửi được mùi thơm nhàn nhạt bay tới, ánh mắt không khỏi nâng lên, rất nhanh liền đáp xuống áp lót tím bằng lụa kia, được ánh đèn chiếu lên làm nổi bật rảnh sâu hung hút kia, loại mông lung này thực sự bắt thoát được trái tim con người, kích thích đến ảo tưởng ẩn sâu nhất. Là an duyệt sao, đã trễ thế như vậy, sao không ở tỉnh thất tu luyện? Nhanh chóng thu hồi dư quan. Hắn tùy ý nói, trong lòng vẫn còn lưu lại kích động muốn tìm hiểu chất liệu làm vải áo, chỉ là cố gắng đè lại, hắn biết nếu mình là tục nhân, tạm thời không thể giống như tu sĩ khổ tu hoặc tu sĩ cường đại, hoàn toàn ném đi tạp niệm, an duyệt dù sao cũng chỉ là một tu sĩ bình thường. Mặc dù hắn biết đối phương thời điểm này đứng ở trước mặt mình là có dụng ý gì, nhưng hắn không muốn vì nếm thức ăn tươi mà bỏ đi nhiều thứ. An Duyệt bước một bước lớn vọt vào trong ngực thẩm bình, hai tay nàng ôm chặt lấy vòng eo khoan hậu, gương mặt dán vào phía trên áo bào ấm áp, cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt, nàng cắn lấy đôi môi đỏ thẩm, lấy dũng khí nói, các, các chủ, muốn ta được không? Thẩm bình có chút bất ngờ. Hắn quả thực không ngờ An Duyệt xưa nay vốn thẹn thùng sẽ làm ra hành động to gan như vậy, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng chỗ đè ép ở sâu kia đang nhảy lên, lời muốn cự tuyệt đến bên khóe miệng liền nuốt trở về bởi vì hắn có thể biết giờ phút này an duyệt đã dùng bao nhiêu dũng khí ta còn chưa nói ra miệng giọng nói đè nét tia run rẩy của an duyệt truyền đến ta để ý thấy nơi mà các chủ vừa rồi nhìn liền liền biết trên người duyệt nhi cũng có một chút xíu sức hấp dẫn cũng hy vọng các chủ có thể có thể khuôn mặt nàng đỏ bừng cắn chặt răng mãi không nói nên lời khóe miệng thẩm bình giật một cái lộ ra gương mặt gượng gạo vừa rồi hắn đã cố gắng hết sức không để lộ dấu vết nhưng động tác theo bản năng vẫn không thể nào gạt được muốn ta đi an duyệt run rẩy nói thẩm bình than nhẹ hắn đẩy bóng hình xinh đẹp trong ngực ra nhìn làn da trắng nõn đang đỏ ửng hít một hơi thật sâu nói thực lực ngươi hơi thấp sợ là khó có thể chịu đựng ta cũng vì nghĩ cho ngươi không tin ngươi có thể hỏi huệ lan nàng rõ ràng nhất an duyệt a à một tiếng thật sự không ngờ thẩm bình sẽ trả lời như vậy khuôn mặt nàng càng đỏ hơn cúi đầu ấp úng nói ta ta đã biết nói xong nàng liền chạy ra chạy trốn cực nhanh nhanh như chớp chỉ một thoáng đã không còn hình bóng thẩm bình bất đắc dĩ lắc đầu nhưng khóe mắt chú ý tới cổ tay treo áo lót màu tím của mình trong hơi thở tràn vào một mùi hương đặc biệt tại phòng ngủ ở biệt viện an chỉ đánh giá gương mặt đỏ bừng của muội muội cười tủm tỉm nói, Duyệt Nhi, ngươi thật sự đã để lại món đồ kia. Tỷ tỷ, ngươi lại trêu ghẹo ta, mắc cỡ chết người ta rồi. An Duyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, nhẫn nhịn ý xấu hổ hỏi, ngươi nói, lời các, các chủ nói là cự tuyệt ta, hay là có ý khác. Nhịp tim nàng đập bình bịch, sợ nghe được đáp án mà bản thân không muốn nghe. An chỉ hắc hắc nói, ngươi muốn nghe lời thật hay lời nói dối. Đương nhiên là lời thật, tỷ tỷ ngươi mau nói đi. An Duyệt thúc giục nói. Chắc chắn không phải cự tuyệt, bằng vào độ hiểu biết của ta đối với các chủ, nếu hắn cự tuyệt sẽ nói thẳng, mà không phải dùng loại mập mờ này, huống hồ hôm đó các chủ trở về, Huệ Lan muội muội đi đường quả thật có chút không đúng, hơn nửa thời gian cũng rất ngắn. An chỉ nói nghiêm túc. Nghe nói như thế. Con mắt An Duyệt phát sáng lên. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tỷ tỷ, sau này ta phải tu luyện thật tốt, nhất đinh phải sớm ngày đột phá nguyên anh an chỉ lộ ra vẻ vui mừng lúc này mới có động lực dù nói thế nào tình cảm nam nữ đều chỉ là nhất thời tu vi mới là căn bản nhưng nguyên anh cũng chưa chắc có thể tiếp nhận muội muội ngươi phải cố gắng mới được an duyệt nghiêm túc gật đầu hai tháng sau phòng tiếp khách ở lầu hai chân bão cắt hai vị khách khanh hóa thần của một tộc cùng hoa tộc cung kích đứng đấy báo cáo chuyện phân các bị tập kích, hai người bọn họ dù sao cũng là tu sĩ hóa thần, khi thật sự muốn dò xét chuyện gì, đương nhiên sẽ có thu hoạch. Các chủ, thế lực tập kích đã bị chúng ta xử lý, đây là pha lê ghi chép. Thẩm Bình nhìn ghi chép trong pha lê gật đầu nói, chuyện này, các ngươi làm không tệ, lát nữa các ngươi đi đến bảo khố nhận một kiện ngũ giai linh trân. Tạ à, các chủ, hai vị khách khanh lộ ra vẻ vui mừng. Không bao lâu thẩm bình kêu an chi nguyên tới phân phó hắn chọn lựa mấy vị tu sĩ nguyên anh đi tới phân các một lần nữa tọa trấn sau đó hỏi con đường tiến đến kiếm ấn thành có an toàn không an chi nguyên trả lời thỉnh thoảng sẽ bị ma tộc tập kích nhưng cũng có thể ứng phó chỉ là nếu muốn mở rộng phạm vi phân các trước mắt nhân thủ sợ là không đủ thẩm bình biết ý mà an chi nguyên nói là khách khanh cấp bậc hóa thần luyện hư kiếm ấn thành dù sao cũng không giống với hôi thạch thành không có luyện hư tọa trấn, rất khó có thể bành trướng, hóa thần còn có thể mời chào, nhưng muốn chèo kéo luyện hư, lấy nội tình của chân bảo các còn xa xa không đủ. Không vội, trước tiên khôi phục quy mô thương đội trước kia rồi tính tiếp. Sau khi An Chi Nguyên rời khỏi, thanh âm ôn hòa của sư Tôn Luyện Tuyết cẩm xuyên qua tinh thế sáng chói truyền đến, "Đồ Nhi, vi sư đã liên lạc với tiền bối tiên đạo nhân tộc." Khu vực tiên đạo nhân tộc. Chân bảo tiên đài sâu trong cung điện nguy nga. Tại bông hoa ở trung tâm được tạo từ hỏa và băng, trên khuôn mặt của mấy vị lão giả lộ vẻ hưng phấn, tốn hơn 10 năm cuối cùng cũng thông qua công pháp tu hành đặc thù của tiên đài để liên hệ với người canh giữ chí bảo nhân tộc. Khải tiên tôn trấn giữ lập tức thông báo tin tức cho vị đế tôn còn sót lại cuối cùng của nhân tộc. Vù vù. Vẹn vẹn chỉ sau vài cái hô hấp. Lão giả tóc hoa râm thân mang trường bào một mặt liền xuất hiện ở bên trong cung diện, khí tức hắn nội liễm nhưng uy ác trên người tự nhiên sinh ra vẫn khiến không gian như ngừng động ngay cả hỏa diễm băng hoa cũng cứng lại bái kiến đế tôn mấy vị lão giả chân bảo tiên đài vội vàng không người hành lễ khải tiên tôn chấp tay sắc mặt đế tôn nhân tộc yên lặng nhưng trong mắt mang theo một tia gợn sóng thanh âm của hắn truyền ra chân bảo nói một chút đi tình huống phía trong chí bảo nhân tộc thế nào rồi một vị lão giả gầy yếu đứng trên bông hoa vội nói, "Bẩm đế tôn, người canh giữ bên trong Chí Bảo Nhân tộc đã vẫn lạc, bởi vì thực lực của đệ tử hắn chưa đến chân tiên, công pháp tu tập cũng không đến đại thành, nên trước mắt chỉ có thể giao lưu vài câu, hơn nữa hao phí cực lớn, không thể thu được tin tức cụ thể." Nghe xong, đế tôn nhân tộc nhíu mày, "Có phương án bổ sung không?" "Đế tôn yên tâm," Ngày mai ta sẽ truyền thụ cho người kế nghiệm kia công pháp đặc thù, để nàng giúp lòng tu hành, không cần đến nửa năm sẽ có thể tạm thời nắm giữ, đến lúc đó giao lưu sẽ có thể giảm bớt hao tổn." Tông chủ Chân Bảo Tiên Đài trả lời. Nhân tộc Đế Tôn gật đầu. "Chân Bảo, việc này liên quan đến tương lai của nhân tộc ta, cực kỳ quan trọng, có gì khó khăn đều có thể đưa ra." Tông chủ Chân Bảo Tiên Đài do dự một chút. "Đế Tôn, thật ra cũng có" thất bảo liên hoa đăng vốn là tiên vật trấn tông của tiên đài ta mất đi nghe nói đang ở chỗ ô tiên tôn nếu có tiên vật này phụ trợ sẽ làm ít công to nghe vậy khải tiên tôn liếc mắt nhìn tông chủ chân bảo tiên đài hắn không biết điều đối phương nói là thật hay giả nhưng vào thời điểm này đế tôn chắc chắn sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn lão gia hỏa này thật biết lựa thời cơ thất bảo liên hoa đăng dù là tiên bảo hiếm có nhưng ô tiên tôn kia cũng không thể không giao ra. Được. Nhân tộc đế tôn nói một câu, thân ảnh liền biến mất. Nhưng thời gian nửa chén trà nhỏ sau lại lần nữa xuất hiện, trong lòng bàn tay xuất hiện một đài liên đăng. Tông chủ chân bảo tiên đài thấy vậy, trong mắt không nhịn được lộ ra nét mừng rỡ, những lão giả bên cạnh cũng đều như thế. Tạ à đế tôn. Thái âm chi uyên. Hôi thạch thành. Bên trong chân bảo cát thanh âm trong tinh thể sáng chói kéo dài, nói tình huống khi liên hệ với tiền bối tiên đạo nhân tộc. Vẻ hưng phấn trên mặt thẩm bình chậm rãi biến mất, tuy hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rõ muốn giao lưu sợ không đơn giản, nhưng khi thật sự nghe được, vẫn nhịn không được mà có chút thất vọng. Đồ nhi Căn cứ theo vị tiền bối kia nói, vi sư chỉ cần tu tập nửa năm, đến lúc đó sẽ có thể giao lưu lâu hơn, mà chí bảo nhân tộc dù sao cũng chính là do các tiền bối tiên đạo nhân tộc luyện chế nhất định có biện pháp khác để tu sĩ bên trong chí bảo rời khỏi năm đó ngươi rời khỏi cũng là một loại phương pháp đặc thù luyện tuyết cẩm an ủi thẩm bình gật đầu tôn ta hiểu nửa năm mà thôi đệ tử chờ được kết thúc giao lưu hắn liên tục hít vài hơi thật sâu đối với tu sĩ hóa thần mà nói nửa năm quả thực chỉ trong chớp mắt nhưng hắn lo lắng mình chờ mong thất bại, nhưng mà bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Trở lại phủ thành chủ. Lan Nhi, Vi Phu muốn bế quan nửa năm, mọi chuyện trong thương đội giao cho nàng. Vâng, Phu Quân. Đi vào tỉnh thất. Ước chừng qua nửa ngày, hắn mới khu trừ tạp niệm, tĩnh tâm tiến hành tu hành. Nửa tháng sau. Chân bảo tiên đài. Không gian sâu trong cung điện bỗng nhiên rung động, ngay sau đó không gian như gợn sóng nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía chớp mắt đá khuếch tán mấy chục vạn dặm ngay cả khải tiên tôi xếp bằng ở hư không cũng lập tức mở ra hai mắt mà lúc này sưu 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 mấy đạo khí tức giống như ngôi sao xuất hiện sắc mặt hắn lập tức biến đổi không tốt là cường giả cấp tiên tôn của yêu tộc linh tộc ma tộc tập kích vừa mới chuẩn bị truyền tin cho đế tôn không gian bốn phía giống như thùng sắt hoàn toàn bị ngăn cách sắc mặt khải tiên tôn khó coi. Nơi này là khu vực trung tâm của nhân tộc, các ngươi lại có thể tự tiện tiến vào, có vẻ nhân tộc ta thật sự có nội gián. Tiên tôn yêu tộc cầm đầu cười ha ha một tiếng. Khải đạo bằng hữu, thịnh cực tất suy, nhân tộc các ngươi chiếm giữ khu vực rộng lớn này quá lâu, vạn linh bản xuất hiện, nhân tộc các ngươi cũng nên suy sụp, đây là số mệnh, vẫn nên ngoan ngoãn nhận mệnh đi, không cần học vùng vẫy làm gì. Hừ, số mệnh. Thật sự buồn cười. Khải Tiên Tôn cười lạnh nói, tu sĩ tranh mệnh cùng trời, ai lại nói đến chuyện số mệnh. Lúc này, Tiên Tôn ma tộc không nhịn được nói, được, đừng nói nhảm, động thủ tiêu diệt chân bảo tiên đài, cắt đứt hy vọng của nhân tộc. Nổ, sáu vị cường giả cấp tiên tôn cùng nhau động thủ. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Những cung điện cách đó không xa cũng lập tức bị đập nát lượng lớn đệ tử chân bảo tiên đài còn không kịp nhìn thấy bóng người của tiên tôn đã trực tiếp bị năng lượng khủng bố nghiền ép biến thành hư vô nhưng tại sâu trong cung điện có một kiện thất sắc liên đăng tản ra hào quang bên trong hào quang bao phủ bảy vị đại la kim tiên cao tầng của chân bảo tiên đài khải tiên tôn cũng không có việc gì dù sao mục đích của sáu vị tiên tôn này chủ yếu là phá hủy chân bảo tiên đài năng lượng công kích cũng không đáp xuống trên người hắn mà thấy cảnh này hắn nhẹ nhàng thở ra một cái lóe lên đáp xuống bên cạnh liên đăng, phất tay, tiên bảo lưu ly trên đỉnh đầu che khuất hắn cùng bảy vị cao tầng chân bảo tiên đài. Đế tôn một khi phát hiện nơi đây bị phong tỏa, chắc chắn sẽ chạy đến, đến lúc đó các ngươi một người cũng đừng hòng thoát. Khải tiên tôn lạnh lùng nói. Nghe nói như thế. Sáu vị tiên tôn yêu tộc ma tộc nhìn nhau một cái, đều trầm mặt một chút. Trước khi tới đây bọn hắn biết mình chỉ có một cơ hội tập kích vừa rồi kia, đáng tiếc không ngờ chân bảo tiên đài lại có tiên bảo cấp đế, nếu không phải như vậy, một chiêu dốc toàn lực của bọn hắn, dù là bảy vị đại la kim tiên cũng rất khó mà sống sót. Rút lui. Ngay trong nháy mắt thanh âm vang lên, bọn hắn không chút do dự rời khỏi. Không gian vốn tách biệt lập tức như sóng nước quanh quẩn chậm chậm khôi phục. Ào ào. Mà lúc này nhân tộc đế tôn hiển hiện, hắn nhìn một vùng phế tích chân bảo tiên đài, hai đầu lông mày hiện ra vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh hắn đè ép xuống, giờ đây nhân tộc không thể so với trước kia, huống chi tại thời khắc mấu chốt này, dù tức đến đâu, hắn cũng không thể kích động. Đế tôn là sáu vị tiên tôn yêu tộc, linh tộc, ma tộc. Khải tiên tôn nghiến răng nghiến lợi. Khu vực hạch tâm của nhân tộc ta có thông thiên tiên trận bao phủ, nếu không có nội gián, tiên tôn tộc khác căn bản không thể nào lặng yên không tiếng động lẻn vào được. Đế tôn nhân tộc lắc đầu. Ta biết, chỉ là muốn tra nội gián cũng không phải chuyện dễ dàng, nhiều năm như vậy cũng không có đầu mối, trước mắt quan trọng nhất vẫn là mau chóng liên lạc với người kế nhiệm chí bảo cửu châu tháp. Khải tiên tôn bất đắc dĩ nói, may mắn đế tôn đưa thất bảo liên hoa đăng cho chân bảo tiên đài, nếu không sợ rằng chuyện này sẽ phiền toái. Đúng vậy đế tôn nhân tộc mới nghĩ thôi đã sợ hắn nhìn về phía bảy vị đại la kim tiên hỏi còn có thể liên hệ với người kế nhiệm không chân bảo vội nói ta đã chuyển hạch tâm trận pháp của tiên đài vào bên trong liên hoa đăng nhờ liên hoa đăng liền có thể tiếp tục liên hệ chỉ là chân bảo tiên đài ta gặp một kiếp này toàn bộ tiên đài chỉ còn lại bảy vị chúng ta đế tôn nhân tộc thở dài chuyện này phía trong tộc sẽ đền bù cho các ngươi còn về những tông môn đã vẫn lạc kia chỉ có thể nói số phận không tốt. Tin tức sáu vị tiên tôn tập kích khu vực chân bảo tiên đài của nhân tộc rất nhanh truyền khắp vạn tộc, có xem náo nhiệt, có cười trên nỗi đau của người khác, có việc không liên quan đến mình nên tha hồ phóng đại, chủ yếu là do thời gian nhân tộc thịnh vượng đè ép không gian tu hành sinh tồn của những chủng tộc khác quá lâu, giờ đây đương nhiên vui vẻ nhìn thấy nhân tộc ăn thiệt thòi. Vũ tộc Cao tầng tụ tập ở cùng một chỗ, Mấu chốt của vấn đề này vẫn là vị thú linh thiên tài của nhân tộc kia, chỉ cần hắn một ngày chưa bị tiêu diệt, yêu tộc, linh tộc, ma tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, nhưng vũ tộc cũng không làm được gì. Luận về số lượng thiên kiêu trong tộc, vũ tộc ta kém rất nhiều so với yêu tộc, linh tộc, ma tộc, viêm tộc vân vân phía trước, cho nên trong tộc vẫn tập trung bồi dưỡng thiên kiêu, mau chóng để những thú linh thiên tài kia lĩnh ngộ thần thông thuật pháp huyết mạch kỳ thú, nắm giữ ý cảnh kỳ thú. Đúng rồi, phía trong tộc không phải có một vị nhị đẳng thú linh thiên tài giữ liên lạc với vị nhân tộc kia sao, để nàng thắt chặt mối quan hệ, nếu có thể moi ra được nơi hắn ở, chính là một công lớn. Mặc kệ là nhân tộc Chí Bảo Cửu Châu Tháp hay là kỳ thú trấn áp, đều là đồ vật các tộc mơ ước, vũ tộc cũng không ngoại lệ. Dù sao nếu như có thể thu được hai đầu kỳ thú, như vậy số lượng thú linh thiên tài sinh ra trong tộc sẽ tăng nhiều việc bồi dưỡng thiên kiêu cũng dễ dàng hơn khi cao tầng truyền lệnh xuống cho sư tôn ân đình liền thay đổi giọng điệu nhìn sư tôn nghiêm túc trong đầu ân đình đầy dấu chấm hỏi sư tôn ngươi ngươi chắc chắn muốn ta dây dưa với vị vị nhân tộc vị thú linh thiên tài kia sư tôn nàng nghiêm túc nói đồ nhi vì sư biết ngươi một lòng hướng đạo nhưng việc này là đại sự của tộc ta yêu tộc ma tộc linh tộc vì để hủy đi một tia khả năng không quản vận dụng sáu vị cường giả cấp tiên tôn tập kích chân bảo tiên đài nhân tộc bởi vậy nếu ngươi có thể lấy được tin tức cụ thể của đối phương đó sẽ là một đóng góp lớn đối với tộc ta đến lúc đó vi sư tất nhiên sẽ xin để trong tộc cố gắng hết sức bồi dưỡng ngươi trở thành nhất đẳng thú linh thiên tài thậm chí là thiên kiêu cấp nói đến cùng nàng liếc nhìn dung nhanh khuynh thế dáng người với tỷ lệ vàng của ân đình ngươi đã hóa thần dù mất đi nguyên âm cũng không sao huống hồ ngươi không phải tán thưởng vị nhân tộc thú linh thiên tài kia thực lực bất phàm à đây là hai chuyện khác nhau ân đình có chút im lặng sư tôn ngài biết rõ đệ tử chọn đạo lữ không giống với những thành viên vũ tộc khác xưa nay thận trọng một lòng mà theo ta được biết đối phương đã có đạo lữ chuyện này chuyện này đệ tử thật sự nhịn không được đồ nhi đây là quyết định của các tiền bối trong tộc cho dù là vi sư ta cũng không thể chống lại. Thanh âm của sư tôn nàng nghiêm nghị hẳn lên trong tộc bồi dưỡng các ngươi, vì muốn các ngươi cống hiến cho tộc. Ân đình cắn môi. Đệ, đệ tử hiểu. Trong nội tâm nàng cảm thấy đau xót, nhưng cũng không thể làm gì được hơn, dù sao nàng chỉ là một tu sĩ hóa thần, cho dù là thú linh thiên tài, cũng không thể nào chống lại quyết định của cao tầng trong tộc, huống chi thật sự mà nói, chỉ có những thú linh thiên tài thiên kiêu cấp mới được chủng tộc coi trọng những thú linh thiên tài khác căn bản cũng không quá để ý, bởi vì nói không chừng ngày đó cũng sẽ chết trong địa cung hoặc thiên cung. Thẩm Bình bế quan tĩnh tu, không để ý đến chuyện bên ngoài. Đảo mắt nửa năm trôi qua. Bước ra tỉnh thất. Hắn đè nén nội tâm thấp thỏm, xuyên qua tinh thể sáng chói liên hệ cùng sư tôn. Không bao lâu. Âm thanh ôn hòa của luyện tuyết cẩm truyền tới. Đồ nhi, Vi sư giờ đây đã có thể giao lưu bình thường với các tiền bối tiên đạo, đối với an nguy của ngươi, tiền bối tiên đạo nhân tộc rất coi trọng, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, tiền bối tiên đạo tạm thời không thể bảo vệ, phải đợi thời cơ chính mùi, mới có thể sắp xếp dẫn ngươi đến khu vực hưng thịnh của tiên đạo tu hành. Thẩm Bình sững sờ, lập tức hỏi vội, sư tôn, vậy, vậy nhóm thê thiếp đạo lữ của ta. Luyện tuyết cẩm nở nụ cười. Yên tâm, có thể ra được, nhưng vẫn cần thời gian, chủ yếu là do vi sư tu vi quá thấp, muốn thông qua hạch tâm đại trận ngũ châu tứ hải để lấy được quyền khống chế cửu châu tháp tạm thời, không phải là một chuyện đơn giản. Thẩm Bình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hắn lại nói, không biết cần bao lâu. Chí ít cần 60 năm. Lần trước ngươi rời khỏi, là phương pháp mà sư tôn ta để lại. Chỉ trách vi sư tu hành không tin. Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng trở nên thoải mái hơn không phải lỗi của sư tôn, 60 năm, đệ tử chờ được, dù nói thế nào, chỉ cần có thể gặp mặt thê thiếp đạo lữ, như vậy là đủ rồi, huống hồ tình huống trước mắt cũng chưa ổn định, chính ta cũng khó mà bảo đảm an toàn của mình, nếu thê thiếp đạo lữ thật sự ra đây, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Luyện tuyết cẩm vui mừng nói, ngươi có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi, kỳ thật các tiền bối tiên đạo đề nghị để ta lấy được quyền hạn thông qua đại trận mới từ từ tăng thực lực lên, đợi đến cấp độ chân tiên liền có thể trở thành người canh giữ, đến lúc đó sẽ có thể phát huy một tiêu uy lực của cửu châu tháp, bảo vệ ngươi, tiền bối nhân tộc cũng có thể yên tâm dẫn ngươi đi khu vực hưng thịnh của tiên đạo. Với tốc độ tu hành của vi sư, chỉ cần vài trăm năm là được. Nhưng những chủng tộc khác sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, dù là vi sư, hay các tiền bối tiên đạo đều cho rằng yêu tộc linh tộc hay các tộc khác sẽ liều lĩnh tìm tới ngươi, tiêu diệt hắn, cho nên thời gian tiếp theo ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, vì sư cần tập trung tu luyện thuật pháp khống chế mà các tiền bối tiên đạo ban cho. Thẩm Bình nghiêm túc gật đầu. Đệ tử hiểu. Kết thúc giao lưu. Trên mặt hắn không nhịn được lộ vẻ kích động. Tuy còn phải đợi 60 năm, giờ đây hắn đã là tu sĩ hóa thần, thọ nguyên đã đạt tới vạn năm, chút chờ đợi đó không tính là gì. Rời phòng thẩm bình đi tới tiểu viện phía đông phủ thành chủ để tản bộ đi ước chừng hai canh giờ mới đè xuống cảm xúc trong đáy lòng dần dần trở nên bình tĩnh tình hình hiện giờ của ta cũng không quá ổn một khi cường giả yêu tộc linh tộc ma tộc phát hiện tung tích muốn chạy cũng không thể thoát hắn rơi vào trầm tư kỳ thật vấn đề này hắn và sư tôn thảo luận cũng không chỉ một lần những cường giả cấp bậc chân tiên kia hạ giới muốn phát hiện ra tung tích của hắn sẽ đến các đại thành tu chân như kiếm ấn thành, bởi vậy khống chế tin tức tình báo kiếm ấn thành là quan trọng nhất. Mà một khi bị phát hiện, lấy tốc độ khoa trương của chân tiên, hắn căn bản chạy không thoát, cho nên phải nhanh chóng chạy trốn vào hắc vụ tuyệt địa, bởi vì phía trong hắc vụ tuyệt địa vô cùng rối loại lại nguy hiểm, dù chân tiên tiến vào cũng đều phải cẩn thận. Kiếm ấn thành Thẩm bình lẩm bẩm Kiếm ấn thành không phải hôi thạch thành, phía trong có tu sĩ hợp thể các tộc tọa trận, lấy tu vi cùng thủ đoạn của hắn hiện tại rất khó có thể tiêu diệt thạch hổ rồi lấy thực lực cường đại nhanh chóng khống chế thành trì, chưa nói đến những thứ khác, chỉ mỗi La Hà tiên tử ở La Hà Phong, hiện tại hắn còn chưa có thể giải quyết được. Bởi vậy hắn phải nhanh chóng phát triển chân bảo cát, khống chế tin tức tình báo đều phải từ từ mưu toan, mà nghĩ đến La Hà tiên tử, lông mày hắn liền nhíu lại, đoạn thời gian trước, đối phương phái đệ tử đến đây, mời hắn đi kiếm ấn thành tham gia dự lễ đại bỉ của đệ tử các tông môn, khi đó hắn còn đang bế quan không để ý đến. Bây giờ nghĩ lại, cũng nên đi một chuyến, nếu như có thể làm quen với cao tầng luyện hư của các tông môn, có thể giúp chân bảo các phát triển thuận lợi một chút. Nghĩ tới đây, hắn lập tức phát tin tức cho An Chi Nguyên, để hắn chuẩn bị phi chu, ngày mai khởi hành đi kiếm ấn thành. Không bao lâu tỉnh Huệ Lan cùng tỷ muội An Gia nghe hỏi mà đến. Phu quân chuẩn bị đi kiếm ấn thành. Đúng. Có thể mang Lan Nhi đi cùng không? Tỉnh Huệ Lan ôm nhu nói, trong mắt nàng lóe ra chờ mong, lần trước thẩm bình một mình ở kiếm ấn thành, dù nàng lo lắng phá hư chuyện lần này, nhưng nàng cũng không muốn tách xa phu quân mình. Tỷ muội An Gia đứng ở bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Các chủ, Duyệt, Duyệt Nhi cùng tỷ tỷ cũng muốn đi thẩm bình cười gật đầu được nếu là trước kia khi chưa đột phá hóa thần hắn sẽ tuyệt đối không mang theo bọn họ cùng đi nhưng bây giờ thực lực tăng vọt dù đối diện với tu sĩ hợp thể hắn cũng không sợ mang nhóm tỉnh huệ lan cũng không ảnh hưởng gì hơn nửa thời gian dài như vậy ba nữ cũng gần như không hề rời khỏi hôi thạch thành lần này mang bọn họ đi giải sầu cũng không tệ tạ ơn phu quân đa tạ các chủ ba nữ lập tức vui vẻ ra mặt dù sao trong nhóm các nàng cũng chỉ có tỉnh huệ lan từng theo lão tổ tỉnh gia đi kiếm ấn thành còn tỷ muội an gia nơi xa nhất chính là hôi thạch thành dù sao thái âm chi uyên là nơi hỗn loạn các tộc cốt xấu lẫn lộn không giống với chỗ tu hành các tộc phân biệt rõ ràng mấy ngày sau bông tàu phi chu cỡ lớn tỉnh huệ lan thân mặc váy theo hoa trên gương mặt đỏ ửng như có hoa đào hiện lên an chỉ ở bên trái nàng mỉm cười treo gẹo nói tu vi các chủ đột phá, thực lực càng dũng mãnh Huệ Lan muội muội có chịu nổi hay không? An Duyệt ở một bên, mặt mang ý xấu hổ, nhưng tai vẫn dựng thẳng lên. Tỉnh Huệ Lan cúi đầu. An Duyệt tỷ tỷ chỉ biết dễu cợt ta, ta thấy không bao lâu nữa, ngươi cùng Duyệt Nhi muội muội cũng có thể biết rõ phu quân dũng mãnh thế nào. An chỉ cười điệu đà một tiếng, ta thật ra cũng đang nghĩ, chỉ sợ hai vị muội muội ăn giấm thôi. Tỉnh Huệ Lan lắc đầu phu quân vốn có đạo lữ, ta sao dám độc chiếm ân trạch, nếu có hai vị tỷ tỷ muội muội giúp đỡ, Lan Nhi cầu còn không được. An chỉ yên tâm liếc mắt nhìn lầu cắt trên phi chu, có ý riêng nói, Huệ Lan muội muội, các chủ lớn thế nào? Nghe vậy, gò má đỏ ẩn của tỉnh Huệ Lan trở nên đỏ rực, tiếng nàng như ruồi mũi lẩm bẩm bên tai An chỉ. Con mắt của An chỉ lập tức trừng lớn, che miệng nói, như vậy, như vậy chả trách lúc trước các chủ nói Duyệt Nhi không thể thừa nhận, hiện tại xem ra, quả thật như vậy. An Duyệt một mực không lên tiếng, nhưng đáy lòng hiện lên một thanh âm. Nguy như núi non. Trong lầu cát, Thẩm Bình cũng không biết ba nữ bên ngoài đang thảo luận vấn đề gì, lúc này hắn đang thông qua tinh thạch sáng chói nói chuyện cùng Sư Tôn, tuy Sư Tôn bắt đầu tập trung vào tu hành, muốn thu hoạch được một tia quyền hạn nhân tộc chí bảo, nhưng vẫn thỉnh thoảng có thể giao lưu một đôi lời đồ nhi. Các tiền bối tiên đạo đã cho ta thông tin về những cường giả chân tiên các tộc hạ giới điều tra đến phạm vi nào, ngươi phải ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Bình nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh. Luyện tuyết cẩm liền nói khu vực phát triển của chân tiên các tộc một lần. Cũng may, có tiền bối nhân tộc ta cản trở, lại thêm nhân tộc chí bảo có khả năng che phủ thiên cơ nhất định, trước mắt ở Tây Khu, phạm vi ác tộc điều tra còn đang ở Đông Khu, chưa thể vượt qua tinh hải nhìn tốc độ này muốn điều tra đến kiếm ấn thành còn cần mấy chục năm đồ nhi ngươi nhất định phải thừa dịp này mau chóng nghiên cứu thú kinh tăng cao tu vi thực lực đệ tử hiểu thu hồi tinh thạch sáng chói thẩm bình thầm thả lỏng một hơi may mắn hoàn cảnh thái âm chi uyên đặc thù dù cường giả chân tiên cấp đều không thể truyền tống cự ly xa chỉ có thể dựa vào phi hành nếu không sợ rằng hắn đã bại lộ tung tích ầm ầm lúc này phi chu chấn động ma tập kích ma tập kích nghe được thanh âm truyền bằng pháp lực thẩm bình đứng dậy lóe lên một cái đến sàn tàu phu quân các chủ sắc mặt ba nữ khá thoải mái tu sĩ ma tộc tập kích phi chu chỉ có cấp độ nguyên anh sơ kỳ ngay cả phá hư phòng ngự của phi chu cũng không thể hơn nữa sau khi công kích mấy cái phát hiện phẩm chất của phi chu không tầm thường liền nhanh chóng bỏ chạy những tu sĩ ma tộc này thật giả hoạt. Thẩm Bình cao mày nói. An Chi Nguyên thở dài. Không còn cách nào, hệ thống tu hành của ma tộc đặc thù, lại không có nơi tụ tập cố định, thương đội đụng phải tập kích quấy rối chỉ có thể kêu xui xẻo. Tỉnh Huệ Lan trừng mắt nhìn nói, An tiền bối, trước kia ta nghe gia tổ nói, có một vài tu sĩ hợp thể cường đại có thể khóa chặt lại vết nứt không gian, thậm chí tiến vào khe hở đến khu vực của ma tộc. An Chi Nguyên gật đầu. Quả thực như vậy, đại thừa tiền bối lại càng dễ, lúc vạn linh bản chưa xuất hiện, các vị tiền bối nhân tộc cứ cách mỗi đoạn thời gian sẽ tập hợp cường giả đại thừa kiếp đi vào khe hở giết ma tộc, mới có thể khiến nhân tộc ta bình an, nhưng giờ đây nhân tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể mặc cho ma tộc tàn phá. Mấy người đơn giản hàng huyên vài câu, liền không tiếp tục chủ đề nặng nề này nữa. Mấy chục ngày sau, đến kiếm ấn thành. La Hà tiên tử tự mình nên đón, đãi ngộ như vậy khiến một số tu sĩ xung quanh ào ào ghé mắt, suy đoán thân phận đám người Thẩm Bình. Nhưng dù là Thẩm Bình hay An Chi Nguyên, trong lòng đều cực kỳ cảnh giác. "Thẩm Các chủ, chuyện lần trước là do La Hà phong ta không đúng, mong được tha thứ." Trong lời nói của La Hà tiên tử tràn ngập ấy nấy, một cường giả luyện hư viên mãn như nàng có thái độ như vậy đủ để biểu hiện thành ý, nhưng Thẩm Bình vẫn thản nhiên nói: nhạc tiền bối nói đùa, đều tại chân bảo các ta hành sự không chu toàn, đập vào la hà phong, mới tai họa kia, quả thật gieo gió gặp bão. Những đệ tử phía sau nghe vậy, lập tức trợn mắt nhìn. Bọn họ sao có thể không nghe ra ý nghĩa mai trong lời nói của Thẩm Bình được. La Hà tiên tử cũng không thèm để ý, lại cười nói, ta biết trong lòng Thẩm các chủ có oán khí, lần này dự lễ, La Hà phong ta tất nhiên sẽ đền bù thỏa đáng. Đưa đến phân các chân bảo các. La Hà Tiên Tử nói, đại bỉ đệ tử các tông còn 3 tháng nữa mới cử hành, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi, thẩm các chủ một đường mệt nhọc, cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, nàng mang theo đám đệ tử rời đi. Nhìn theo bóng lưng của các nàng. An Chi Nguyên không khỏi thấp giọng nhắc nhở, các chủ nhất định phải cẩn thận những tiền bối chiêu hiền đại sĩ như La Hà Tiên Tử, toan tính tuyệt đối không nhỏ. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, trong khoảng thời gian này các ngươi không nên đi quá xa trong phạm vi phân cát. Thẩm Bình dặn dò một câu. Tới hậu viện. Hắn liền bế quan tỉnh tu. Kỳ thực là tiến vào kỳ thú chi môn, vừa tới địa cung tầng 3, truyền tinh thạch liền có phản ứng. Thẩm đạo hữu. Yêu tộc, linh tộc, ma tộc cùng thú linh thiên tài các tộc có thể sẽ liên thủ ở địa cung đối phó ngươi, nếu ngươi tới địa cung nhất định phải cẩn thận, chớ đấu với thú linh thiên tài nhìn thấy tin tức. Trong lòng thẩm bình rung lên. Trong thời gian ngắn như vậy hắn liên tục thông qua hai tầng đăng thiên thê, khiến xếp hạng của nhân tộc trên vạn linh bản tăng vọt mấy trăm bậc, các tộc quả nhiên không ngồi yên. Đa tạ ân đạo hữu nhắc nhở. Mới vừa quay về. Truyền tin thạch liền lóe lên. Thẩm đạo hữu, ngươi tới địa cung rồi. Đúng. Nói định vị. Phạm vi địa cung rộng lớn, nhưng hoàn cảnh xung quanh không giống nhau bởi vậy cái gọi là định vị là tham chiếu hoàn cảnh phụ cận có thể giúp thú linh thiên tài mau chóng tìm tới mấy ngày sau thẩm bình lần nữa gặp được ân đình nàng vẫn mặc bộ tử thanh khải giáp như trước dáng người có lồi có lõm đặc biệt là bờ mông nở nang dọc bụng trơn bóng làm phong cảnh tràn khiến người ta phải chú ý điểm này cũng giống với bùi hỏa vũ khác biệt duy nhất giữa hai người là sau lưng ân đình có thêm đôi cánh chim trắng đè xuống huyết dịch kỳ thú đang sôi trào trong cơ thể. Hắn cười tiếng lên đón nói, tân đạo hữu phong thái hơn người, tự hồ có chỗ tinh tiến. Ân Đình ngẩn ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thẩm đạo hữu cảm nhận bất phàm, ngay cả huyết mạch của ta cũng có thể cảm ứng phần nào đó, không tệ, gần đất thuật pháp kỳ thú huyết mạch của ta có chút tăng lên. Nghe nói như thế, Thẩm Bình không khỏi hỏi, ý cảnh kỳ thú hay là uy lực kỳ thú? Ân Đình lắc đầu, Ý cảnh kỳ thú sao có thể dễ dàng tăng lên như vậy, chỉ là có chút tinh tiến về uy lực kỳ thú. Chúc mừng. Thẩm Bình chắp tay nói. Mặc kệ là uy lực kỳ thú hay ý cảnh kỳ thú, cả hai lĩnh ngộ tăng lên đều vô cùng khó. Thương mặt trắng nõn của Ân Đình nở nụ cười. Người đấy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe ngươi nói chuyện tiến triển huyết mạch kỳ thú, nhân tộc huyết mạch lơ thơ, cũng không biết làm sao để tăng lên đây là lần đầu tiên nàng hỏi thẩm bình cũng không biết nên trả lời làm sao thấy thẩm bình không lên tiếng ân đình lại tự nói vũ tộc ta muốn tăng cảm ngộ kỳ thú chủ yếu là dựa vào huyết mạch mà trong tộc có tài nguyên chuyên môn phụ trợ chỉ là muốn tiến bộ chẳng những cần thiên phú huyết mạch còn cần thời gian thời gian thẩm bình sững sờ có đầy đủ thời gian đương nhiên có thể tiến bộ Giống như ta lần này sở dĩ có thể tăng lên trong thời gian ngắn như vậy, chủ yếu là nhờ sư Tôn Sinh Tài Nguyên thời gian cho ta, cảm ngộ tu hành ở trong đó một ngày, tương đương với 10 ngày bên ngoài. Cho nên ta có thể đi đến tình trạng bây giờ, thực tế đã tu hành trên vạn năm. Nghe Ân Đình tự thuật. Thẩm Bình trừng to mắt, Vũ tộc lại tài nguyên bảo vật có thể tăng tốc độ thời gian trôi qua, thật khiến người ta phải hâm mộ, còn nữa, Ân Đình đã tu hành trên vạn năm rồi ân đạo hữu, ngươi đột phá hóa thần không bao lâu. Thọ mệnh của vũ tộc ta lâu hơn nhân tộc các ngươi, nhưng tài nguyên thời gian trân quý dị thường, chủng tộc nắm giữ rất ít. Ân đình nói đến đây, nhìn thẩm bình nói, nhân tộc các ngươi cũng có, đợi thẩm đạo hữu an toàn trở về khu vực tiên đạo nhân tộc, có lẽ tu hành sẽ nhanh hơn. Chỉ mong vậy. Thẩm bình thở dài, trong lòng lại đang suy nghĩ sao hôm nay ân đình lại nói với mình những chuyện này. Lúc này, Hai gò má của Ân Đình bỗng nhiên hồng lên, nàng nghiêng mắt nhìn về phía khác, trầm lặng nói, nếu Thẩm đạo hữu nguyện ý, kỳ thật vũ tộc ta cũng có thể cung cấp rất nhiều tài nguyên kỳ thú. Thẩm Bình Ngạc nhiên, khi kịp phản ứng lại, thấy khuôn mặt đỏ ửng của Ân Đình mới thấp giọng nói, những lời này của Ân đạo hữu là có ý gì? Ân Đình cắn môi. Vũ tộc ta mặc dù đối đãi với đạo lữ không giống nhân tộc, nhưng Ân Đình thì khác, hơn nữa vũ tộc ta vô cùng coi trọng Thẩm đạo hữu nếu như, nếu như thẩm đạo hữu có thể cùng ta kết làm đạo lữ, nhất định có thể được vũ tộc ta toàn lực bồi dưỡng. Nghe vậy, thẩm bình giật mình. Ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn ân đình từ trên xuống dưới, dù sao cũng là người có kinh nghiệm, nên cũng phần nào hiểu được ý đồ của sân đình, thế là bước nhanh tới, trực tiếp đứng ở trước mặt ân đình. Nhìn chầm chầm mắt hạnh của nàng nói, ân đạo hữu thật sự muốn kết làm đạo lữ với ta. Ta lời nói còn chưa mở miệng ân đình liền cảm ứng được bên hông có thứ gì đó cho dù không cúi đầu cũng có thể cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang đặt ở trên cả người nàng lập tức trở nên căng thẳng đợi đến khi hơi thở nóng hội ngày càng đến gần nàng vội vàng lui về phía sau mấy bước thẩm bình nở nụ cười có vẻ đây không phải là điều ân đạo hữu thật sự mong muốn ân đình vội vàng giải thích không không phải ta ta chỉ là chưa từng, từng tiếp xúc với nam tu nào gần như vậy. Ồ! Thẩm Bình lần nữa tới gần, bàn tay khoan hậu trượt dọc theo nhuyễn giáp. Vậy ân đạo hữu đã chuẩn bị sẵn sàng để kết làm đạo lữ sao? Ân đình cúi đầu, trong đầu đều là những lời mà sư tôn ân cần dạy bảo, khi nàng chuẩn bị gật đầu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt kia đột nhiên biến mất, nàng nâng mắt lên liền thấy thẩm bình đã cách xa. Ân đạo hữu tại hạ biết rõ suy nghĩ của ngươi, đáng tiếc ta cũng không dự định thay đổi địa vị, trở thành người của vũ tộc các ngươi. Không biết vì sao, khi nghe được lời nói này, trong lòng ân đình trở nên thoải mái hơn nhiều, nàng lập tức bước nhanh đi theo, nhưng cũng không nhắc lại chuyện đạo lữ nữa. Hai tháng sau, hai người ở địa cung tầng 3 tìm tòi kỳ thạch, lúc gặp thú linh thiên tài tộc khác, thẩm bình đều yên lặng trốn ở một bên, phối hợp với ân đình âm thầm tập kích, mà có chuyện lúc trước, Hai người cũng không giấu giếm gì nhau, quan hệ càng thân cận. Thẩm đạo hữu, gần đây ngươi vẫn không nên tiến vào địa cung, thú linh thiên tài các tộc mặc dù liên hợp, có thể địa cung dù sao hoàn cảnh đặc thù, bọn hắn cũng không thể nào mãi ở đây. Nếu ngươi yêu cầu tư liệu gì, nửa năm giao dịch một lần. Lúc chia tay, Ân Đình nhắc nhở. Thẩm Bình gật đầu. Đăng Thiên Điện địa cung tầng 3, Tân đạo hữu có muốn đi vào không? đăng thiên điện trăm năm mở ra một lần ta mới vừa đột phá đến hóa thần không bao lâu ít nhất phải ở đây nghỉ ngơi ngàn năm mới suy nghĩ đến chuyện đi vào hay không ân đình do dự một chút tiếp tục nói ta biết thẩm đạo hữu gặp phải khốn cảnh nhưng đăng thiên điện vô cùng nguy hiểm có thể kéo dài bao lâu thì cố gắng kéo dài hơn nữa nếu như ngươi thông qua đăng thiên điện sẽ phải đi vào thiên cung thiên cung cũng không phải địa cung số lượng thú linh thiên tài nhị đẳng vượt xa địa cung thậm chí có thể đụng phải thiên kiêu hợp thể thiên kiêu nếu thẩm đạo hữu khăng khăng muốn đi vào cũng nên hiểu rõ tin tức cụ thể của đăng thiên điện địa cung tầng 3. thẩm bình trả lời ta biết đa tạ nhắc nhở dừng một chút hắn nhìn ân đình nửa đùa nửa thật mà hỏi không thêm vào vũ tộc tại hạ có thể cùng ân đạo hữu kết làm đạo lữ sao lời nói vừa dứt ân đình đã biến mất kiếm ấn thành chân bảo các phân cát Thời gian qua ba tháng, La Hà tiên tử lần nữa tới cửa, nàng ngồi ngay ngắn ở trên phòng khách lầu hai, phần mông nở nang kéo căng lộ mỏng, để lộ đôi chân thon dài, da thịt trắng mịn như ẩn như hiện, hoàn toàn không hề lộ ra nàng đã tu hành trên vạn năm. Lúc Thẩm Bình đi vào nhã gian, La Hà tiên tử có thuật trú nhan vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói, đại bỉ đệ tử các tông sắp cử hành, không biết thẩm các chủ có muốn đi cùng bổn tiên tử không? Thẩm Bình chắp tay nói, tại hạ vốn được nhạc tiền bối mời, đương nhiên phải đi theo rồi. Đơn giản phân phó cho An Chi Nguyên, để hắn chăm sóc nhóm tỉnh Huệ Lan, sau đó hắn theo La Hà Tiên Tử đạp pháp bảo phi hành nhanh chóng rời khỏi. Lần so tài này cử hành ở Ngọc Loan Phong. Tuy lần này là đệ tử các công môn nhân tộc ở kiếm ấn thành luận bàn, nhưng cũng mời cao tầng luyện hư những chủng tộc khác dự lễ. Sau nửa chén trà nhỏ, Pháp Bảo động Quang đáp xuống Ngọc Loan Phong khán đài đã có hơn 10 vị tu sĩ các tộc ngồi, lúc Thẩm Bình cùng La Hà Tiên Tử lần lượt ngồi xuống, không ít tu sĩ ào ào ghé mắt, dù sao khí tức tu vi hóa thần của Thẩm Bình dưới một đám cường giả luyện hư cấp vô cùng dễ thấy. Là các chủ chân bảo cát. Thì ra là hắn. Thạch hổ đại yêu kia là do vị này đánh chết. Hừ, chỉ ý vào pháp bảo mạnh mẽ mà thôi, dựa vào một hóa thần như hắn, làm gì có tư cách dự lễ cùng bọn ta tiếng nghị luận vang lên không ngừng sắc mặt thẩm bình vẫn bình thường căn bản không để ý những âm thanh này la hà tiên tử ở bên cạnh hắn cũng truyền âm nói thẩm các chủ không cần để ý mấy lời này lấy thực lực thủ đoạn của ngươi đủ để đứng hàng dự lễ một lát sau khán đài lần lượt có những tu sĩ luyện hư nhân tộc đi tới bọn hắn cũng nhìn thẩm bình mấy lần mà thẩm bình cũng đứng lên hành lễ bái kiến các vị tiền bối sắc mặt tu sĩ luyện hư tộc khác trở nên khó coi vừa rồi thẩm bình còn không thèm hành lễ bọn hắn ngươi chính là các chủ chân bảo cát không tệ diệt thạch hổ kia xem như giúp hôi thạch thành loại trừ tai họa lớn nhất tỉnh lão tổ ở dưới suối vàng mà biết chắc chắn sẽ cảm kích vô cùng trong mấy vị luyện hư này có có một vị lão giả dáng người mập mạp trực tiếp ngồi ở bên phải thẩm bình hắn nói xong liền giới thiệu một chút về mình ta là khuất trưởng lão vân kiếm tông tỉnh gia lão tổ là hảo hữu của ta đáng tiếc ta không cách nào báo thù rửa hận cho hảo hữu. Thẩm Bình giật mình. Lão béo mập nói tiếp, thế lực kiếm ấn thành đủ loại phức tạp, rút dây động rừng, nhân tộc ta giờ đây thế yếu, nếu ta hành động, tất nhiên có cường giả yêu tộc cùng linh tộc chen vào, thẩm tiểu hữu xuất hiện, quả thực đã giúp ta xả giận trong lòng. Hắn lấy ra một lệnh bài điêu khắc chữ vân đưa cho thẩm bình. Sau này nếu có phiền phức, có thể tới tìm ta. Thẩm Bình thản nhiên tiếp nhận lệnh bài, cảm ơn vị lão tiền bối này rồi cùng hắn bắt đầu giao lưu, lúc giao lưu, hắn mập mờ nói ra chuyện lần trước La Hà Tiên Tử động thủ. Quốc trưởng lão liếc nhìn La Hà Tiên Tử, thẩm tiểu hữu, chuyện này sợ là có ẩn tình, La Hà Tiên Tử xưa nay ở kiếm ấn thành có danh tiếng không tệ, lại giỏi kết giao, đệ tử La Hà Phong cũng thường xuyên giao lưu qua lại với những tông môn khác, nếu không có lý do, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Bảo vật có thể đánh chết đại yêu luyện hư, đương nhiên ai cũng thèm muốn, nhưng đối với luyện hư nhân tộc ta mà nói, nếu tùy tiện lấy bảo vật này, chẳng khác gì dẫn hỏa thiêu thân, kiếm ấn thành từ lâu đã không còn là khu vực của nhân tộc ta rồi. Nghe đến mấy câu này, lông mày Thẩm Bình nhướng lên. Quốc trưởng lão đang nghe truyện trên TV audio CV cho rằng phía sau chuyện này có người giật dây. Tám thành là có liên quan đến Hắc Hổ Vương. Phía sau đại yêu thạch hổ ở Hôi Thạch Thành chính là Hắc Hổ Vương, thực lực của hắn mạnh mẽ, có thể đứng ở ba hạng đầu trong hàng ngũ tu sĩ hợp thể kỳ ở kiếm ấn thành. Quốc trưởng lão nói. Thẩm Bình âm thầm gật đầu, nhưng cũng không tin hoàn toàn. Một lát sau, đại bỉ đệ tử mỗi tông chính thức bắt đầu. Nhìn đấu pháp của những tu sĩ trẻ tuổi trên lôi đài, hắn lại nhìn say sưa. Tu vi hậu bối Vân kiếm tông không tệ nhỉ đến phiên vân kiếm tông. Hắn khen một câu. Quốc trưởng lão cười cười, sau đó lắc đầu nói, tuổi như vậy có thể tu hành đến kim đan quả thật không tệ, nhưng so với hậu bối yêu tộc, linh tộc còn kém không phải một đinh nửa điểm. Sau khi vạn linh bản xuất hiện, hậu bối của những chủng tộc xếp hạng phía trên vô luận là lĩnh ngộ thuật pháp, hay khả năng khống chế thần thông đều vượt qua nhân tộc ta, đặc biệt là linh tộc một khi đột phá đến kim đan, liền sẽ tự động thức tỉnh một loại thần thông mà trái lại nhân tộc ta, chỉ có hậu bối thiên phú cực kỳ ưu tú mới có thể tu tập một loại thần thông ở Kim Đan. Thẩm Bình im lặng. Có thần thông hay không có thần thông, ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực của tu sĩ, ví dụ như lúc hắn ở trúc cơ kỳ, dựa vào giao diện ảo lấy được thần thông liền có thể tiêu diệt Kim Đan, cũng giống như thần thông phù đạo là thứ hắn cực kỳ ỷ lại. Cho dù là thời kỳ nhân tộc thịnh vượng, tu sĩ kim đang muốn sử dụng một môn thần thông đều vô cùng khó khăn phần lớn chỉ có tu sĩ nguyên anh mới miễn cưỡng tu hành thần thông trên lôi đài mỗi đệ tử vẫn tiếp tục tranh tài nhưng thẩm bình đã mất hết hứng thú dự lễ hết hai ngày hắn nói với quốc trưởng lão một tiếng rồi rời khỏi ngọc loan phong mới vừa đạp lên pháp bảo phi hành đi được một nửa la hà tiên tử đã đuổi theo tới thẩm các chủ phải rời khỏi kiếm ấn thành rồi sao Thẩm Bình dứt khoát dừng ở giữa không trung, chờ La Hà Tiên Tử đứng ở bên cạnh, hắn trực tiếp hỏi, nhạc tiền bối nghe theo lời điều động của Hắc Hổ Vương đối phó Thẩm Mổ. La Hà Tiên Tử cùng không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười nói, đúng vậy, đúng là Hắc Hổ Vương phân phó, Hắc Hổ Vương thực lực mạnh mẽ, La Hà Phong ta có thể đứng vững gót chân ở kiếm ấn thành, năm đó cũng coi như nhận một vài ân huệ của hắn, cho nên. Nàng mời Thẩm Bình dự lễ, đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn vấn đề này. Hơn nữa sau khi biết Thẩm Bình có ba khôi lỗi cường đại, nàng liền hiểu muốn hoàn thành yêu cầu của Hắc Hổ Vương rất khó. Dù dò xét được sư tôn phía sau hắn cũng chưa chắc đã thành công. Bởi vậy nàng mới lựa chọn thẳng thắng. Hắc Hổ Vương, Thẩm Bình lẩm bẩm một câu. Lúc trước tiêu diệt Thạch Hổ Đại yêu, hắn đã cảm thấy yêu tộc phía sau tên đó chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện. Bây giờ xem ra đối phương quả thực kiên kỵ tàm ti nhận cùng hình thú khôi lỗi, mới không tùy tiện động thủ. Cũng đúng. Đại yêu có thể tu luyện đến hợp thể cấp, làm sao có thể lỗ mãn kích động được. La Hà Tiên tử xích lại gần một chút, nói hắc hổ vương tuy tu vi chỉ là hợp thể sơ kỳ, nhưng thời gian trước hắn may mắn thu được một mảnh vỡ của kiện phỏng chế tiên khí, hắn kết hợp thần thông dung hợp với mảnh vỡ này, có thể phát huy ra thực lực không kém gì hợp thể hậu kỳ sắc mặt thẩm bình khẽ nhúc nhích. Phía trên pháp bảo cực phẩm là thông linh cổ bảo, luyện hư hợp thể chỉ có thể phát huy ra uy lực của thông linh cổ bảo, còn đại thừa cùng với độ kiếp mới có khả năng nhất định thu được phỏng chế tiên khí, thậm chí là bảo vật cường đại cấp độ tiên khí. Hắn không ngờ hắc hổ vương lại có cơ duyên như thế. Nhạc tiền bối nói với ta chuyện này để làm gì, chẳng lẽ lại còn muốn tại hạ đến tiêu diệt hổ vương. Thẩm Bình cười ha ha nhạc tiền bối cũng quá coi trọng tại hạ rồi la hà tiên tử kiều mị liếc thẩm bình một cái tiểu hữu thật biết nói đùa đừng nói là ngươi ngay cả tu sĩ hợp thể nhân tộc ta đều không phải là đối thủ của hắc hổ vương kia nhưng nếu sư tôn ngươi xuất thủ dựa vào khôi lỗi kia cũng có thể cùng hắn đánh một trận sư tôn ta xuất thủ thẩm bình giống như cười mà không phải cười nhìn la hà tiên tử lão nhân gia như nàng ta không mời nổi Nghe vậy, La Hà tiên tử không khỏi nói, không biết phải làm sao mới có thể khiến sư tôn tiểu hữu xuất thủ. Trong mắt thẩm bình chuyển động, nhìn từ trên xuống dưới La Hà tiên tử, sau đó cười hắc hắc liền thúc giục phát bảo dưới chân, hóa thành độn quang rời đi. Sắc mặt La Hà tiên tử ở nơi đó lập tức từ xanh chuyển thành hồng, đáng chết, lão già không biết xấu hổ này là tên mê gái. Thẩm Bình cũng không định lập tức rời khỏi kiếm ấn thành, thời gian tiếp theo, hắn không bế quan tĩnh tu, mà là đi bái phỏng vân kiếm tông cùng hai tông môn nhân tộc khác, kết giao cùng đám tu sĩ quốc trưởng lão một phen, đồng thời biểu đạt muốn mấy vị luyện hư này trở thành khách khanh danh dự của chân bảo cát. Quốc trưởng lão sản khoái đồng ý, còn trưởng lão hai tông môn còn lại có phần do dự, nhưng khi thẩm bình lấy ra linh trân cấp 7, bọn hắn liền không chút do dự đáp ứng. Khách khanh danh dự không cần động thủ. Mà thất giai linh trân là vật hiếm thấy vô cùng đảo mắt nửa năm trôi qua. Kỳ thú chi môn. Địa cung tầng 3. Thời gian ước định giao dịch cùng ân đình đã tới. Thông qua truyền tinh thạch xác định vị trí, hai người lần nữa gặp mặt. Tiếp nhận phù thú đồ. Ân đình không khỏi cảm khái nói, thực lực thú linh thiên tài các tộc ở địa cung tầng 3 đều không thấp, muốn cướp bóc hoặc tìm kỳ thạch khó hơn nhiều địa cung hai tầng trước. Thẩm Bình cười nói, ngươi dù gì cũng là nhị đẳng thú linh thiên tài cơ mà. Ân đình nhếch miệng. Nếu không có chút thủ đoạn, dù là nhị đẳng thú linh thiên tài cũng khó có thể địch lại đội ngũ liên hợp. Đáng tiếc linh thiền nhi bỏ mạng ở đăng thiên điện. Nếu không ta và nàng cùng hợp tác, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ân đạo hữu có thể hợp tác với ta mà. Thẩm bình treo gẹo nói. Cùng ngươi. Ta chỉ sợ chết không đủ nhanh. Ân đình liếc mắt. Thẩm bình gượng cười vài tiếng, sau đó bước chân tiến lên phía trước gần như gián sát trên tử thanh nguyễn giáp của ân đình. Lần trước ta nói, ân đạo hữu suy nghĩ như thế nào rồi? Cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Khuôn mặt trắng nõn của ân đình lập tức lộ ra một tia đỏ ửng. phần lớn tu sĩ vũ tộc đều rất thoải mái về vấn đề đạo lữ, không khó khăn như nhân tộc, chỉ là nàng hơi khác, nhưng dù khác, sư tôn nàng lại dặn dò, lại thêm trong khoảng thời gian này kết minh cùng thẩm bình, hơn nữa còn cùng trải qua nghịch cảnh, cũng có chút hảo cảm với thẩm bình đương nhiên cũng chỉ là hảo cảm nếu không có áp lực từ sư tôn nàng sẽ không suy nghĩ về vấn đề này dù sao chủng tộc cũng khác nhau nhưng bây giờ thấy nàng không lên tiếng ánh mắt thẩm bình hơi sáng lên nhiều khi nữ tử trầm mặc cũng là một loại đồng ý thế là hắn càng đến gần ánh mắt nhìn về cánh chim phía sau ân đình nhịn không được hỏi ân đạo hữu cánh chim của vũ tộc các ngươi đều là màu trắng sao Ân Đình ngẩn ra, có chút không hiểu Thẩm Bình tại sao bất ngờ nói sang chuyện khác, nhưng nàng vẫn trả lời, đa phần đều là màu trắng, mà cánh chim của vũ tộc ta rất quan trọng, nếu bị gãy, vậy thực lực cùng huyết mạch sẽ hạ xuống trên diện rộng. Nói như vậy, trừ phi là thân nhân hoặc đạo lữ, mới có thể tiếp xúc. Đúng. Thẩm Bình cười cười. Vậy không biết tại hạ có thể có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của cánh chim vũ tộc không? Ân Đình nghi người sang, thấp giọng nói, nơi này không tiện lắm. Thẩm Bình kịp phản ứng, vỗ vỗ đầu. Ngươi nhìn ta này, suýt nữa quên mất, đi, ta biết một chỗ. Sau đó hắn mang ân đình đi tới một khe núi tương đối vắng vẻ. Bốn phía đều là nham thạch. Tại nơi này trừ phi có năng kỳ thú chấn động, nếu không sẽ không bị phát hiện ra được. Ân đạo hữu. Tử thanh nhuyễn giáp sẽ có chút ảnh hưởng, vẫn nên cởi giáp trước. Ân đình nhìn bốn phía, bàn tay trắng nõn vung lên. Rất nhanh trận pháp ngăn cách nơi này. Lúc này nàng mới thu hồi tử thanh nhuyễn giáp trên người. Số lượng cánh chim của vũ tộc càng nhiều, biên độ tăng trưởng thực lực càng mạnh, có một vài thiên kiêu cấp giữ bốn cặp, thậm chí là tám cặp cánh chim. Thẩm Bình tò mò hỏi. Vậy lông vũ thì sao, có thể tạo thành thần thông tập kích địch nhân không? Ân đình liếc mắt Thẩm Bình, hình như có thâm ý nói. Không thể thật lâu sau. Hoa đào đầm nước sâu ngàn thước. Không ngờ thể chất của ân đạo hữu cũng là thủy hệ. Thẩm Bình cười tủm tỉm nói, trong lòng nhưng bất đắc dĩ than vãn. Hắn chỉ có thể thưởng thức cánh chim. Bởi vì liên tục bị che phủ, nếu không đổi thành cánh chim màu trắng, căn bản ra không được. Thu doanh và cả bùi hỏa vũ thích mặt giáp cũng đã từng như thế, đặc biệt là thu doanh, cùng một thể chất, chỉ là đổi sang loại khác mà thôi cũng không biết cánh chim màu trắng này có thể tiếp tục thưởng thức hay không khi ân đình vừa mới chuẩn bị mở miệng sắc mặt liền biến đổi vội vàng níu lại thẩm bình nhanh chóng tránh đi nổ nham thạch bên trong bỗng nhiên xuất hiện trận trận hỏa diễm lạnh lẽo đến khu vực an toàn sắc mặt ân đình khôi phục vẻ bình thản nàng nhìn thẩm bình nói thẩm đạo hữu không muốn cùng ta quay về vũ tộc sao thẩm bình lắc đầu vũ tộc các ngươi không phải muốn bồi dưỡng ta mà là vị trí bảo nhân tộc trên người ta, còn có kỳ thú, điểm này ngươi hẳn cũng biết." Ân Đình im lặng. Thẩm Bình cũng không tiếp tục lên tiếng, hai người cứ như vậy chẳng có mục đích đi lượn lờ ở địa cung, chỉ là tại khóe mắt Thẩm Bình hiện lên giao diện ảo. Không thú chi thể, hiệu quả ngoài định mức, thiên phú kỳ thú cộng 2, thiên phú, thuấn di. Nhìn khung thuộc tính trên giao diện ảo, đồng tử của hắn bỗng nhiên co rụt lại thể chất của ân đình thuộc một trong 10 loại thể chất đặc thù. Tuy hắn phần nào đã đoán ra được, nhưng có thiên phú kỳ thú, dù sao vô luận là thu doanh, hay ngu thanh lăng, đều có biểu hiện về phương diện này, nhưng thật sự không ngờ lần này có thể lấy được thiên phú hệ không gian, thuấn di, đây chính là thiên phú bảo mệnh cường đại, còn mạnh hơn thần thông độn pháp thủy độn hoa văn thuật của hắn. Nổ, ngay tại thẩm bình cảm thấy vui mừng, huyết mạch kỳ thú trong cơ thể hắn lần nữa sôi trào cuồn cuộn, thậm chí ngay cả da đều trở nên nóng rực như bị thiêu đốt. Thẩm đạo hữu, ngươi, ngươi sao vậy? Phát hiện có điều bất thường, ân đình liền vội vàng hỏi. Thẩm bình còn chưa nói chuyện, loại huyết mạch sôi trào đột nhiên xuất hiện này bỗng trở nên yên lặng, hắn nhíu nhíu mày. Không có việc gì. Nói xong, hắn theo thói quen lướt về những giao diện ảo phía trước, nhưng vừa nhìn, hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Kể từ khi rời khỏi ngũ châu tứ hải, bên người không có thê thiết đạo lữ làm bạn, mặc kệ là khung tím hay khung hồng đều như một đầm nước yên lặng, không có chút biến hóa, nhiều năm như vậy, mỗi lần hắn nhìn giao diện ảo cũng chỉ lướt qua, song lần này thẩm bình tập trung nhìn kỹ, thậm chí còn không nhịn được mà dụi dụi mắt. Thẳng đến khi xác định thuộc tính phía trên có thay đổi. Trên mặt hắn mới lộ ra một tia kinh ngạc. Ánh mắt tập trung vào khung ảo của thu doanh. Không còn cuộc cảm nhận kỳ thú như trước mà biến thành thiên phú hải thú chi nhãn ngoại trừ thu doanh những khung khác đều không có thay đổi hiển nhiên vừa rồi thưởng thức cánh chim của ân đình cục thiên phú đạt đến mức độ tăng cấp giờ đây cảm nhận kỳ thú đã đột phá thành hải thú chi nhãn đương nhiên chỉ với loại biến hóa này còn không đủ để thẩm bình kinh ngạc như vậy hắn kinh ngạc chính là đằng sau giao diện ảo trong suốt có làn da trắng nõn còn những chiếc lông vũ có màu sắc hoàn toàn khác với đôi cánh màu trắng đây cũng là nguyên nhân hắn tập trung phải biết tử thanh nhuyễn giáp của ân đình là thông linh cổ bảo đừng nói tu sĩ hóa thần như hắn cho dù là cường giả đai thường muốn dùng thần thức dò xét cũng không được nhưng bây giờ thẩm bình chỉ dùng mắt trần là có thể nhìn rõ cánh chim màu trắng trước mắt mặc dù trước đó hắn đã quen thuộc với cánh chim nhưng cảm giác mà bữa tiệc thị giác trực quan này mang lại lại hoàn toàn khác thẩm đạo hữu ngươi ngươi thật sự không có việc gì chứ thấy ánh mắt thẩm bình nhìn chằm chằm mình ân đình nhíu nhíu mày không biết chuyện gì xảy ra nàng luôn cảm giác mình ở trước mặt thẩm bình giống như hoàn toàn không mặc gì cả nghe được giọng nói lúc này thẩm bình mới lấy lại tinh thần hắn vội vàng thu hồi giao diện ảo lắc đầu không có việc gì được rồi lần này ngươi chuẩn bị ở địa cung bao lâu ta định đợi hai ba ngày liền đi nhanh như vậy ân đình có ý riêng thấp giọng nói lần này ta tới chủ yếu là cùng ngươi giao dịch giờ đây giao dịch kết thúc đương nhiên phải trở về bế quan tu hành thẩm bình lập tức hiểu ý của ân đình lần này nàng mất nguyên âm có thể nói cái giá phải bỏ ra không nhỏ sớm ngày trở về liền có thể thu hoạch được một số tài nguyên trong tộc dồn về dù sao nàng cũng hy sinh vì chủng tộc không thể chờ lâu thêm một thời gian sau tại hạ còn muốn thưởng thức lông vũ ánh mắt thay đổi hiển nhiên có liên quan đến hải thú chi nhãn mặc dù tạm thời không rõ hiệu quả của việc biến hóa này nhưng chắc chắn không phải bình thường bởi vậy hắn rất muốn chăm chỉ một chút ân đình lần đầu trải qua mưa gió trong lòng quả thật có chút dư vị chỉ là thân là tu sĩ hóa thần nàng biết rõ mình không thể đắm chìm trong nhi nữ tình trường nên lắc đầu nói thẩm đạo hữu đại đạo làm trọng lời còn chưa nói hết ánh sáng trước mắt đã bị thân ảnh khoan hậu che lại. Sau năm ngày, ân đình hơi lưu luyến sửa sang lại tử thanh nhuyễn giáp, nàng khẽ cắn môi đỏ, thở dài nói ta phải đi, thời gian lần này bế quan không lâu, nửa năm sau gặp lại. Nói xong, người liền biến mất, ngửi ngửi hương vị lưu lại. Thẩm bình bất đắc dĩ lắc đầu, ân đình chính là thú linh thiên tài nhị đẳng của vũ tộc, lại là tu sĩ hóa thần, cũng không giống như vương vân, bạch ngọc dĩnh có thể ngày đêm làm bạn bên cạnh hắn hơn nữa quan trọng nhất vẫn là tại bên trong kỳ thú chi môn không ai biết được lúc nào mình bỏ mạng dù là hắn cũng không bảo đảm bản thân có thể bình yên thông qua đăng thiên điện thu hồi nỗi lòng hắn một lần nữa mở ra giao diện ảo dù nói thế nào lần này tiến hành giao lưu đạo pháp với ân đình cũng thu hoạch được cực lớn chẳng những thu được một loại thiên phú bảo mệnh cường đại còn khiến thiên phú cảm nhận tăng lên hải thú chi nhãn. Thẩm Bình lẩm bẩm. Đến bây giờ, sự kỳ lạ trong mắt hắn đã biến mất, nhưng trải nghiệm vẫn khiến hắn hưng phấn như trước. Kích hoạt. Nổ. Theo tâm niệm vừa động. Huyết dịch kỳ thú trong đan điều bỗng nhiên sôi trào bốc cháy lên. Từng trận năng lượng kỳ lạ nháy mắt hội tụ ở hai mắt hắn, sâu trong con mắt bỗng nhiên đen chuyển sang đỏ, tơ máu bốn phía cũng dần bị nhiễm thành màu đỏ yêu dị. Đây, đây là lần nữa nhìn về phía trước. Hắn ngạc nhiên phát hiện tất cả phản phất trở nên trong suốt, hơn nữa cho dù là nơi xa xôi cũng gần trong gan tất, hắn tựa như một một người xem nắm giữ thị giác của Thượng Đế, có thể thoải mái nhìn thấy toàn bộ hoàn cảnh ở địa cung tầng 3. Cách mặt đất ba trượng có 5 khối kỳ thạch, xa trăm trượng có 7 khối kỳ thạch, cách 200 trượng có một vị thú linh thiên tài. T. Thẩm Bình không nhịn được mà hít vào một hơi hắn hoàn toàn không ngờ hải thú chi nhãn lại có hiệu quả như thế, chẳng những có thể nhìn thấy cảnh sắc xa xôi một cách rõ nét, hơn nữa còn có thể nhìn xuyên qua mặt đất, chả trách lần trước mắt Trần có thể nhìn xuyên thấu tử thanh nguyễn giáp. suy Thiên phú chỉ kéo dài thời gian 10 cái hô hấp liền biến mất. Nhưng thẩm bình hoàn toàn không chút thất vọng mà lại kích động không thôi. Hải thú chi thể vốn mang đến thiên phú cảm nhận kỳ thú, nhưng chỉ có thể cảm nhận nguy hiểm ở cự ly xa, trên thực tế đối với hắn mà nói có chút vô dụng nhưng bây giờ lột xác thành hải thú chi nhãn quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất chưa nói đến hiệu quả có thể xem thấu mọi thứ trước mắt chỉ riêng thị giác có thể nhìn ở cự ly xa cũng đủ giúp hắn có thể đối phó với những tình huống ngoài ý muốn đặc biệt là loại thiên phú không thú thuấn di gần như có thể đứng ở thế bất bại nhưng bây giờ thứ khiến hắn thực sự kích động lại là hiệu quả xem thấu mặt đất địa cung dù sao phần lớn thú linh thiên tài ở địa cung chủ yếu là vì tìm kỳ thạch, nhưng trên cơ bản hiệu suất đều không phải rất cao, cái đồ chơi này có đôi khi chỉ xem vận khí, nhưng có hải thú chi nhãn, toàn bộ vị trí phân bố kỳ thạch đều hiện rõ trong đáy mắt hắn, ngoài ra, còn có thiên tài địa bảo ở địa cung. Thật khiến Thẩm Bình kích động, thậm chí hoa chân múa tay. Thứ trân quý nhất ở địa cung là gì? Đương nhiên là thú linh bảo cấp cao chỉ là loại bảo vật này trăm năm mới xuất hiện hơn nữa phải trải qua trùng điệp nguy hiểm còn cần thực lực cường đại có thể nói phải có đủ vận khí cùng thực lực mà ngoại trừ thú linh bảo cấp cao đó chính là thiên tài địa bảo giống như lần đầu tiên hắn đụng phải ân đình linh quả mà vị ma tu kia yêu cầu chính là một trong số đó để thu hoạch được loại linh quả này chủ yếu phải xem vận khí nói không chừng đi về phía trước là có thể gặp được nhưng vận khí nơi nơi hư vô mờ mịt Thời gian Thẩm Bình tiến vào địa cung cũng không ngắn, nhưng dù vậy cũng chưa từng gặp loại linh quả đặc thù nào. Chẳng qua hiện nay thì khác. Có hải thú chi nhãn, đủ loại linh quả trong địa cung không còn bị che giấu, hô. Hấp. Liên tục hít thở sâu vài chục lần. Thẩm Bình đè nén nội tâm vui sướng, hắn không gấp gáp đi tìm linh quả, mà tiếp tục nhìn về phía giao diện ảo, đợi nửa canh giờ, khôi phục một chút, lần nữa kích hoạt Thiên Phú, Thuấn Di, ào ào thuyết dịch kỳ thú trong cơ thể sôi trào. Da của hắn dần dần trở thành màu xanh, một loại cảm xúc thoải mái nhẹ nhàng khó tả xông lên đầu, năng lượng ở xung quanh giờ phút này bao vây lấy hắn, mỗi một tấc da thịt trong cơ thể thậm chí là kỳ thú lực cũng hưng phấn nhảy cẩn. Thật giống như không gian là nước, hắn biến thành cá bơi trong nước. Vút, một ý niệm trong đầu lập tức dọc theo không gian vọt đến trăm trượng, trước kia lúc phi hành toàn bộ không gian luôn có sự cản trở và ép chặt, nhưng hiện tại toàn bộ biến thành lực đẩy. Phút phút, Thẩm Bình giống như đứa trẻ mới được tặng món đồ chơi ưa thích, không ngừng lóe ra, mỗi một lần lóe lên khoảng cách càng ngày càng xa. Sau 10 lần hô hấp, làn da màu xanh dần dần trở về hình dáng ban đầu. Loại cảm giác như cá đập trong nước lập tức biến mất. Khoảng cách thuấn di xa nhất là ngàn trượng. Kéo dài trong 10 lần hô hấp, đủ để ta trốn xa bảo vệ tính mạng. Đúng rồi, thử lại lần nữa với thiên phú cường hóa. Thẩm Bình vỗ vỗ đầu, nghĩ đến thiên phú kỳ thú lấy được khi cùng Ngu Thanh Lăng trao đổi đạo Pháp, thể chất của Ngu Thanh Lăng tuy còn chưa lột xác, nhưng cũng thuộc về thập đại đặc thù thể chất. Lần nữa mở ra giao diện ảo. Thiên phú cường hóa còn thiếu một ít nữa mới có thể tăng cấp. Loại thiên phú này có thể giúp thực lực của hắn tăng lên một cấp bậc. Không vội, đợi đến ngày mai lại thử. Trong lòng của hắn suy tư. Trước mắt kích hoạt thiên phú còn chưa cảm thấy có tác dụng phụ, nhưng dù vận hắn vẫn không dám kinh thường. Thế là đợi đến ngày kế tiếp. Hắn kích hoạt thiên phú cường hóa. Suy. Huyết dịch kỳ thú toàn thân sôi trào. Cơ bắp xương cốt nhanh chóng trở nên cường tráng, năng lượng màu vàng sậm xoay tròn bao quanh đan điền cũng nhanh chóng nén lại. Mà lúc này, thẩm bình cắn răng một cái, lần nữa kích hoạt thiên phú hải thú chi nhãn. Nổ khuyết dịch kỳ thú trong nháy mắt Thiêu Đốt, hơn nửa điên cuồng hội tụ về phía ánh mắt của hắn, đồng tử trong nháy mắt trở thành màu đỏ, tơ máu càng yêu dị, đồng thời từng đợt ánh sáng màu đỏ theo ánh mắt dần khuếch tán ra, tạo thành quang hoa màu đỏ. Khi hắn nhìn về phía trước, toàn bộ không gian trở nên trong suốt, địa cung rộng lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng khác biệt là, lần này hắn tựa hồ thấy được sâu hơn. Thứ, thứ đó là gì vậy? tại một không gian xa xa. Tầng tầng năng lượng bao vây trung tâm tràn ngập sương mù. Thẩm Bình muốn xem rõ ràng hơn, tần suất khuếch tán của đồng tử càng nhanh, ánh mắt xuyên thấu sương mù, lập tức thấy được một tòa cung điện. Ào ào! Da của hắn cũng muốn bốc cháy. Khi chuẩn bị đến cực hạn, đồng tử hắn lập tức khôi phục màu đen. Hô! Hô! Hắn há miệng thở hỗn hển, cảm giác trong cơ thể có một cổ hỏa diễm thiêu đốt, không hề nghĩ ngợi hắn lập tức ngồi xếp bằng, lấy ra kỳ thạch thu nhận vận chuyển. Sau hai chén trà, cổ cảm giác thiêu đốt này mới chậm rãi biến mất. Chỉ là trong đầu thẩm bình vẫn quanh quẩn hình ảnh tòa cung điện kia. Cung điện trong địa cung. Không phải, sẽ không phải là đăng thiên điện đấy chứ. Đăng thiên điện mỗi trăm năm mới xuất hiện một lần, mà đăng thiên điện ở địa cung tầng 3 còn lâu mới xuất hiện, nếu như trong sương mù thật sự là đăng thiên điện, nếu có thể đi vào. Nghĩ đến đây. Loại suy nghĩ này mãi không thể nào tán đi được. Thúng chi là thiên phú loại không gian, nhưng cung điện không chỉ bị sương mù bao phủ, mà còn nằm sâu trong không gian, bị tầng ngoài cung điện ngăn cách. Thẩm Bình cảm thấy mình đã bị ám ảnh. Thiên tài nắm giữ thiên phú kỳ lạ thế gian không thiếu, nếu như có thể tiến vào đăng thiên điện trước, tất nhiên có thiên kiêu đã nếm thử đè nét của ý niệm này xuống hắn tiếp tục khôi phục liên tiếp mấy chục ngày đi qua hắn cũng không kích hoạt thiên phú nhớ lại cảm giác thiêu đốt thiếu chút nữa đã bay luôn cái mạng lần trước để lại hắn cũng không dám tùy ý kích hoạt thiên phú nhưng suy nghĩ đăng thiên điện vẫn còn ở đáy lòng ngày hôm nay cảm thấy gần như hoàn toàn khôi phục thẩm bình do dự một chút lần nữa kích hoạt thiên phú cường hóa mà lần này sau khi cường hóa huyết dịch kỳ thú trong cơ thể lập tức thiêu đốt da trong chớp mắt biến thành màu xanh đậm hắn rất nhanh để ý thấy không gian có một loại tầng tầng núi non trùng điệp biến hóa giống như là tinh thể trong suốt tầng này kết nối tầng kia nhưng dù vậy thẩm bình vẫn không thể nhìn thấu được không gian sâu trong sương mù cắn răng hắn liều mạng suy nghĩ khẽ nhúc nhích kích hoạt thiên phú thứ ba